nên con đến ở đây chia sẻ đó quý vị, mặt tả quý vị. Giấy mấy cuộn giấy luôn nha. Dạ. Ông bà ơi, hôm nay con đến đây con chia sẻ một chút yêu thương với ông bà. Thì có Mạnh Thường Quân, quý Mạnh Thường Quân dành tình cảm yêu thương cho ông bà. Quý Mạnh Thường Quân xin gỡ một chút ếch để cho bà có thể đi trị bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Ngày hôm nay con chia sẻ chút ít yêu thương của Mạnh Thường Quân, trao tặng cho bà 500 ngàn nè bà. Mạnh Thường Quân thương bà á. Dạ 500 ngàn. Bà gửi lời gì cho ông quý Mạnh Thường Quân không? Mày nói bà cho bà gửi lời thay Mạnh Thường Quân. Cho giờ bà già cả không biết làm gì. Dạ dạ. Sống này cũng nhờ của ông Mạnh Thường Quân. Dạ. Quý Mạnh Thường Quân trao tặng cho bà 500 ngàn, ông gửi lời gì không? Cho gửi lời thăm quý Mạnh Thường Quân. Ông chúc gì không? Chúc Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Ngày hôm nay quý Mạnh Thường Quân trao tặng cho hoàn cảnh của ông và bà trong lúc bà bị bệnh thận, đang rất là cần tiền đi chạy thận. Bây giờ không có tiền nên phải về nhà lại, khi nào có tiền thì mới đến bác sĩ. Nguyện cầu Phật A Di Đà gia hộ cho quý Mạnh Thường Quân được sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, đời đời được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Dạ con cũng hy vọng là cũng sẽ có những nhà hảo tâm thương cho hoàn cảnh của ông bà, chia sẻ một chút ít yêu thương ạ. Rồi. Con xin chào ông bà, con về nha. Yeah.